Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2020, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 10 gồm các đồng chí Trung tá Vũ Kiên Cường, Trung tá Nguyễn Đình Quang, Thượng úy Nghiêm Đình Cẩn, Thượng úy Nguyễn Văn Phước, Thượng úy Nguyễn Tuấn Vũ và Trung úy Nguyễn Văn Khoa nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 21B và tuyến đường Sen Cầu 5. Trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện một vụ tai nạn giữa hai xe máy, nạn nhân nằm lịm tại hiện trường, máu chảy nhiều. Ngay lập tức, tổ công tác đã bố trí lực lượng phân luồng, cùng lúc sơ cứu và dùng xe chuyên dụng đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Sau đó liên hệ với người nhà nạn nhân. Được biết, nạn nhân là em Nguyễn Hữu Tuấn, thường trú tại Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Sau khi tình trạng sức khỏe của Tuấn chuyển biến tốt, gia đình em đã viết thư cảm ơn gửi tới Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông số 10 và trực tiếp là tổ công tác đã tận tình cứu giúp. Hành động trên của các chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông số 10 vừa thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp, vừa là hành động đáng quý, góp vào bức tranh ngàn việc tốt của lực lượng Cảnh sát Giao thông nói riêng và của ngành công an nói chung. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.